Vâng, xin chào anh em đã quay trở lại với video mới của mình và mình là An đây. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các anh em cái combo mà màu vẽ của mình và xeo dặm vết tì của mình để cho các anh em có thể tham khảo, và mình có cung cấp nên là các anh em có thể liên hệ với mình để mua về dùng nhé. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng da bò màu trắng và màu vàng tùy theo những cái loại cây gỗ để mình sử dụng da bò. Ở đây thì cái cây gỗ gõ này thì mình sẽ sử dụng màu trắng và màu vàng để mình trộn một nửa màu trắng và một nửa màu vàng, làm sao mà khi mình phun lên thì có cảm giác nó nhạt hơn một chút, thì mình vẽ vân lên thì nó sẽ đẹp hơn, phớt nhẹ bên ngoài một tí nữa để cho nó cảm giác nó lan tỏa, cho nó khi nó lồ lên thì nó không có bị lồ mạnh mọi người nhé. Mọi người mà thay vì phun một tí cho nó ngay cái chỗ tì thì khi mình vẽ vân lên kiểu gì nó cũng lồ, nhưng mà mình phun phớt nhẹ nhẹ mỏng bên ngoài để cho nó lan tỏa ra thì khi mình vẽ lên thì nó khó lồ hơn, và về lâu về dài thì khi nó lồ lên thì nó cũng không lồ xấu nha, nó vẫn lồ đẹp. Và sau khi mà bắn xeo xong thì mình sẽ phủ thêm một lớp lót nữa để cho nó giữ cái nền xeo, để khi mình vẽ vân thì nó dễ hơn. Ở đây thì mình sẽ sử dụng cái glay để mình vẽ tùy theo những cái màu cây mà mình lấy màu glay. Ở đây thì mình sẽ pha màu glay theo yêu cầu của các anh em nhé. Các anh em mà cần màu để mà vẽ gỗ gì thì mình sẽ pha theo. Cái gỗ gõ này thì cái vân của nó hơi đậm một tí nên là mình sẽ pha cái màu glay nó hơi đậm một tí để mình vẽ cho nó dễ. Cái ưu điểm của cái màu glay này thì nó không có hư nha mọi người, nó không có bị hỏng nên là mình để được rất là lâu. Khi mình dùng thì mình sẽ lắc lên đều thôi, là mình có thể mình cho ra một cái gì đó để mình chấm cỏ mình vẽ được rồi. Mình có cung cấp cái màu glay này một lọ như này thì 30.000 nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy là khi mình kéo màu glay lên thì cái màu glay này nó chậm khô mà, thì mình sửa nó rất là dễ. Khi mà mình vẽ lên mà mình cảm thấy nó không được đẹp thì mình có thể lau đi được. Sau khi mình vẽ vân xong thì mình sẽ lấy cái cỏ khô để mình giặt ra cho nó mờ bớt cái vân đi, cho nó cảm giác nó có vân tự nhiên một tí. Thì tùy theo những cái sản phẩm nào mà nó cao cấp thì mình sẽ vẽ tỉ mỉ hơn. Còn ở đây thì nó chỉ là một cái đình của cái tủ thờ thôi, cái đình trong của tủ thờ thôi. Mình vẽ mình minh họa cho các anh em xem thôi. Đơn giản mà thôi nhé. Thì mình vẽ lên như này thì nó không có cái điểm nhấn nha mọi người. Thì mình sẽ lấy thêm một tí màu glay nâu nữa để mình vẽ lên cho nó có cái điểm nhấn, nó có vài ba cái đường đậm nhạt cho nó nhìn nó đẹp hơn. Các bạn có thể dùng cái cỏ bảng to như này để mình vẽ, hoặc là cỏ bảng nhỏ cũng được. Nhưng mà mình thì mình quen dùng cái cỏ bảng to là rồi, nó vẽ thì nó ra vân rất là nhanh, đi cái đường vân to, cái nét to này là mình đi vân rất là nhanh. Nhưng mà khi mà mình vẽ tỉ mỉ những cái sản phẩm nào mà nó cao cấp, mình cần vẽ tỉ mỉ thì mình cần phải dùng cái cỏ khoảng 1,5 phân để mình vẽ thì nó sẽ đẹp hơn, cái nét nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Ở đây thì những cái dòng cỏ thì mình đang cung cấp cho các anh em, có cỏ to có, cỏ to có, cỏ nhỏ có, cỏ mỏng có, cỏ dày có nha. Thì anh em cần thì liên hệ với mình nhé. Đây, các bạn có thể thấy là khi mình vẽ cái màu glay nâu lên một tí nữa, vài ba đường nữa thì nó có cảm giác nó đậm nhạt, thì nó giống thật hơn. Tuy rằng là nó không được đẹp nhưng mà nó rất là nhanh, mình vẽ rất là nhanh, đơn giản nữa. Và khi vẽ xong thì mình sẽ phớt qua một lớp màu xong và mình phủ bóng bỏ lên thôi thì rất là đẹp. Ở đây thì mình đang sử dụng cái bóng bỏ 250 của bên BU Lục Phát, mình cũng có cung cấp luôn. Anh em nào cần thì liên hệ với mình nhé. Và video của mình cũng xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tới. Nếu anh em có cần về combo màu vẽ thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0985 881 344. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.